Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Chúng ta cùng tiếp tục đến với chapter 671 của bộ truyện. Mỗi tuần ta có một nghề nghiệp mới nha. Nếu như số này có gặp khó khăn thì cứ gọi điện cho anh. Cho dù có ở chân trời góc bể, anh đều sẽ ngay lập tức chạy tới bên cạnh em. Máy bay sắp cất cánh rồi, anh đi trước đi. Đã lớn như vậy rồi còn khóc, người ta cười cho đó. Tạm biệt. Nào, ôm một cái nào. Chờ đã, có nhớ em nào không? Anh Lộc, có nhớ em không nào? Ây da, vai của anh có vấn đề gì sao? Sao cảm thấy không được tự nhiên cho lắm? Đúng là không gì giấu được em. Xảy ra một chút sự cố. Trúng đạn. Có điều hiện tại anh không sao rồi. Trúng đạn. Lên xe, em xem nào. Không sao. Anh là bác sĩ. Tình hình như nào anh rất rõ. Không có vấn đề gì đâu. Dù vậy em cũng phải xem. Kỹ thuật khâu phổ thông còn có sai số, đổi lại là anh ít nhất cũng giảm được 3 mũi khâu rồi, nhưng mà cũng không thể chê người khác được, chỉ là do kỹ thuật của anh quá đỉnh thôi. Vâng, đợi trở về em giúp anh băng bó lại. Đâu không, không đâu, qua đây nào. Hả? Lý Sở Hằng, em biết em như này là mình muốn có bao nhiêu em đi nữa cũng không thấy đủ. Hả? Cẩn thận vết thương. Đúng là trai không hư thì gái không yêu. Nhưng mà có muốn hư thì cũng phải giàu nha anh em. Tập đoàn Triều Dương. Hai người đẹp, tối nay có thời gian không? Anh muốn hẹn gái xinh này làm gì sao? Ăn uống nghỉ ngơi. Em còn muốn làm gì nữa nào? Gần đây đang bận gì thế? Dưới tay em có công ty của gia đình, có tư cách đấu thầu nguyên liệu gỗ. Dự án lần này của tập đoàn Lân Văn chính là dựa vào danh nghĩa của công ty nhà em mà có được đó. Em đang làm thủ tục chuyển nhượng bản quyền để chuẩn bị chuyển sang danh nghĩa của anh, coi như thuộc sở hữu của công ty con. Hóa ra là chuyện này à. Chẳng trách mà bọn anh có thể giành được dự án này nhanh như vậy. Thời gian còn hơn một tuần nữa là Nguyệt Nguyệt kết hôn rồi. Anh là anh trai đã chuẩn bị xong hết chưa? Cũng đâu có phải là anh kết hôn, có gì mà phải chuẩn bị chứ. Không lên phát biểu vài lời sao? Mấy việc làm màu này không hợp với anh. Cứ đi hai mẹ của anh thích lên ngôi. Cứ đi hai mẹ của anh lên thôi. Anh không thích chỗ ồn ào như vậy. Anh đi lâu như vậy có nhớ anh? Anh đi lâu như vậy có nhớ anh chưa nào? Đương nhiên là nhớ rồi. Ông chủ sao anh đã trở về rồi? Tôi còn muốn hỏi cô kìa, cô đang làm cái gì vậy? Tôi đã hẹn với sư tỷ đi dạo phố. Không phải chúng ta đã hẹn là 2 giờ sao? Vẫn còn 1 tiếng nữa mà. Qua đây ăn trực bữa trưa đó. Cái giá mật này cũng vậy đó. Buổi chiều phải về tập đoàn Long Văn Hộp. Cô đừng có mà tới muộn đó. Biết rồi mà ông chủ. Đang là thời gian tan làm mà. Chúng tôi đi đây. Phòng hộp. Dự án nhập khẩu gỗ ra sao rồi? Tổng số tiền của hợp đồng là 1.36 tỷ, lợi nhuận chỉ từ 1 đến 3 triệu, gần như không đáng kể. Thông đỏ và thông trắng được tuyển chọn nhập khẩu bắt đầu lên xe rồi. Nhanh thì 1 tuần, chậm thì nửa tháng là có thể đưa tới chỗ chúng ta. Từ lúc ký hợp đồng tới bây giờ cũng gần 1 tuần rồi. Không có vấn đề gì xảy ra giữa chừng được chứ?
Mọi thứ vẫn rất thuận lợi. Dù sao thì hai nhờ hợp tác kiếm được lợi nhuận hơn 100 triệu cũng rất an ý. Người phụ trách dự án có nói, sắp tới họ muốn làm bài kiểm tra quan sát, xem thái độ đó có khi còn muốn hợp tác lâu dài nữa. Những chuyện này các người sắp xếp là được rồi. Nếu như còn có hợp tác tương tự như vậy thì chúng ta không cần nhận. Chúng ta cứ liên hệ thẳng với tập đoàn Hoa Nhuận. Chúng ta kiếm được chút lợi nhuận là được rồi. Lâm Tổng, hiện tại anh có rảnh không? Sắp cuối năm rồi, tôi mới lập ra kế hoạch phát triển của công ty trong năm mới. Muốn bàn với anh một chút vấn đề về vấn đề này. Xem có cần thay đổi hay chỉnh sửa gì không? Nói đi, dự án máy quan khắc đã được phê duyệt. Đồng thời ưu tiên kinh doanh chip và điện thoại di động cũng được nâng lên để đảm bảo vị thế của chúng ta ở trong ngành. Thứ hai, tôi dự định thành lập phòng thí nghiệm và lập kế hoạch cho một hệ sinh thái kết nối vạn vật. Thứ hai, tôi dự định thành lập một phòng thí nghiệm và lập kế hoạch cho một hệ sinh thái kết nối vạn vật. Nói rõ hơn về việc kết nối vạn vật. Nói đơn giản là sẽ điều khiển con chip ở giữa những vật dụng trong nhà như máy tính, điều hòa, máy giặt, đèn điện, vân vân. Như vậy một mô hình sống cực thông minh và hiện đại sẽ có thể được thực hiện hóa. Năm sau tôi cũng dự định sẽ phát triển tới thị trường quốc tế, đưa tập đoàn Lâm Vân trở thành một công ty lớn tầm cỡ thế giới. Kế hoạch này về mặt lý thuyết thì rất tốt, nhưng các người có biết ngày đó tại sao tôi mất bao nhiêu công sức để nghiên cứu máy quan khắc và hệ thống sinh thái mới của điện thoại không? Sợ người khác nắm thốt. Đúng, nhưng với tôi mà nói, kiếm tiền rất quan trọng, nhưng ý thức về sứ mệnh của bản thân càng quan trọng hơn. Hỏi các người một câu đơn giản. Phần đồ họa cần dùng phần mềm nào? Tài vụ cần dùng phần mềm nào? Thiết kế chip dùng phần mềm nào? Có phải đều là phần mềm của nước người không? Nếu như chúng ta bị phụ thuộc, thì tập đoàn Lâm Vân sẽ vận hành ra sao? Ba người ai có thể cho tôi một đáp án? À, cái này. Chuyện như này có khi nào xảy ra đâu. Có khi không xảy ra, không có nghĩa là sẽ không xảy ra. Lâm Tổng, ý của anh là phương hướng phát triển năm sau sẽ là dựa vào những dự án lạc hậu này làm cốt lõi của sự phát triển sao? Cốt lõi thì cũng chưa tới mức. Nhưng những chuyện này nhất định phải chú ý. Một công ty về khoa học, công nghệ phải có được bộ dạng mà nó nên có. Chúng ta cũng không thể làm bằng niềm tin. Tiền vẫn cần phải kiếm. Tôi đã hiểu rồi Lâm Tổng. Tôi trở về sẽ hoàn thiện bản kế hoạch này. Vậy bản kế hoạch này tôi sẽ cầm về sửa đổi. Buổi họp sau sẽ báo cáo lại. Còn cô, có vấn đề gì cần báo cáo không? Kế hoạch trong năm mới của tôi là được tăng lương. Được rồi, tăng hộp. Vết thương ở bả vai sao rồi? Chỉ cần không làm việc nặng thì nghỉ ngơi 18 đến 10 ngày là ổn thôi. Sau này anh cứ ở yên ở Trung Hải đây, đừng có đi đâu cả. Chẳng may có chuyện, anh chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, mọi chuyện sẽ được giải quyết trong 10 phút. Thì cũng không có nhiều chuyện xảy ra như vậy rồi. Nói như vậy cũng không sai. Nhưng chuyện anh có thể làm thì không cần phải làm phiền tới người khác. Anh có em là người khác sao? Không không không, em là người của anh mà. Đừng có đùa cợt với em nữa. Tuy là chuyện này đã xảy ra có chút bất ngờ, nhưng cũng không phải là không đạt được cái gì. Nếu bọn họ còn là người trong tổ chức, thì chẳng khác nào quả bom hẹn giờ. Chắc là bên phía lão Lục vẫn đang đợi thời cơ để lật đổ nhà họ Vương. Ngồi lão Lục trà với nhà họ Vương với anh đều là chuyện tốt. À được rồi, không nói những chuyện này nữa. Công ty của các anh hiện tại và người bên cạnh có xuất hiện điểm gì đáng nghi hay không? Nếu như có chuyện liệu bên anh có thể bình chân như vậy ở đây với em không? Nhưng đã qua nhiều ngày như vậy rồi mà bên nhà họ Vương vẫn không có chút động tĩnh gì. Anh có chút không yên tâm. Những thứ khác không nói, nhưng có một điểm em dám chắc chắn. Nhà họ Vương chắc chắn sẽ không chịu để yên đâu. Thời gian càng để càng lâu, uy hiếp tới anh sẽ càng lớn. Thông minh, vì thế khoảng thời gian này em đừng làm loạn. Giải quyết tốt mọi chuyện của mình, đừng để cho nhà họ có bất kỳ cơ hội nào. Vâng, em biết rồi.
Sao cứ cảm thấy chúng ta đi tới mua đồ tránh nạn gì? Chủ yếu là vì tủ lạnh trong nhà hết đồ rồi. Anh không có nhà, thì một mình em đi siêu thị mua đồ cũng chẳng có thú vị gì cả. Đây là một cảm giác hình thức, nhất định phải là hai người chúng ta cùng đi mới có ý nghĩa. Cảm giác hình thức. Người con xuất thân từ gia đình giàu đúng là có khác. Lâm tiên sinh vất vả rồi. Mẹ nó, vết thương rách ra rồi. Sao vậy? À không sao, lái xe về thôi. Hôm qua mệt quá cho nên hôm nay để trở về. Hôm nay trở về em sẽ giúp anh gột rửa bụi trần. Gửi đi. Trần Thiên Tráo, nửa tiếng sau gọi cho tôi. Cái tôi tới viện Tân Ca. Đi thôi. Ừ. Sự khắt khe của nhà khoa học phải chính xác từng giây. Sao? Có vấn đề không giải quyết được à? Vậy được, chút nữa tôi sẽ qua đó. Ai gọi tới vậy? Trầm lão đại nói. Bên phía phòng thí nghiệm có chút vấn đề cho nên gọi anh qua đó một chuyến. Phòng thí nghiệm nhiều người như vậy, không ai xử lý được sao còn phải gọi điện cho anh. Cũng hết cách rồi. Việc về máy quan khắc và con chip được nhắc trong lịch trình rồi. Mà phía trên phòng thí nghiệm, ngoài Trầm lão đại thì kỹ thuật chỉ có anh là tốt nhất. Có vấn đề gì xảy ra gọi anh qua đó cũng là chuyện thường tình mà. Được rồi, chỉ là một bữa cơm, lúc nào cũng có thể ăn mà, không sao đâu. Chắc là cũng nhanh thôi, chút nữa là có thể quay lại. Lúc anh quay lại sẽ đem đồ vào trong sau. Lái xe cẩn thận nhé. Sao lại thành ra như vậy? Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Không cần phải rối rít như vậy. Anh Lâm, anh phải đặc biệt chú ý. Sau này đừng có vận động mạnh hay là bê đồ nặng. Nếu còn xảy ra việc như này, thì vết thương sẽ có thể nhiễm trùng đó. Tôi biết rồi. À đúng rồi. Chút nữa lấy cho tôi ít thuốc tiêu đờm và bông gạc. Tôi cần đem đi. Đã diễn thì diễn cho tốt. Tôi đi một chút. Viện nghiên cứu. Ông chủ, muộn như vậy rồi vẫn còn bận sao? Có một lỗi trong chương trình, tôi vẫn đang xử lý. Sao lại chỉ có cô ở đây? Trầm lão đại đâu? Trầm lão đại đi Yên Kinh rồi. Nói là đi tìm mấy người bạn già để bàn chuyện nghiên cứu máy quan khắc thế hệ mới. Anh tới tìm Trầm lão đại sao? Có cần gọi điện cho ổng không? Không cần. Hôm nay tôi ngủ ở đây một đêm. Văn phòng của Trầm lão đại có gì không? Không phải làm chuyện gì hổ thẹn mà bị bà chủ phát hiện cho nên mới đuổi anh ra khỏi nhà rồi chứ. Chuyện này một lời không nói hết. Viên Viên, em có thời gian không? Công chị đi ăn tối đi. Trầm lão đại gọi Lâm Giật qua bên đó tăng ca. Chị không muốn đi nấu cơm đi. Trầm lão đại đi Yên Kinh công tác rồi. Sao có thể gọi anh ấy qua tăng ca chứ? Trầm lão đại đi Yên Kinh rồi. Bên phòng thí nghiệm bận vậy sao? Gặp một chút là nhỏ, vẫn đang xử lý. Chắc là tối nay không về được. Không cần đợi anh đâu nha. Anh ấy lừa mình sao? Sư tỷ. Viên Viên. Chị nghĩ là anh ấy đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài rồi. Đã không còn yêu chị nữa rồi. Đừng khóc nữa sư tỷ. Em cảm thấy không phải vậy đâu. Nhìn quanh phụ nữ lần vần, có mấy ai có thể sánh được với chị đâu. Anh ấy làm sao có thể tìm người khác chứ. Sư tỷ, chị đừng khóc nữa. Chúng ta đi tới viện nghiên cứu xem sao. Tìm anh ấy nói rõ là được. Không, chị không dám đâu. Anh ấy có như vậy cũng rất bình thường. Hết cảm giác mới lạ thì tự nhiên sẽ không còn hứng thú nữa. Được rồi, chỉ cần biết sự thật ra sao. Chúng ta cũng đừng có kết luận nhanh như vậy. Đợi thêm một ngày nữa để xem xét tình hình ra sao đã. Em mặc như này chạy ra ngoài cũng không thể về như vậy được. Hôm nay em ngủ lại chỗ chị một đêm. Mai mình cùng đi làm nha. Ừ. Ngày hôm sau.
Tuy là ông chủ có chút tồi, nhưng anh ấy đối với sư tỷ là thật sự. Đàn em đẹp sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Hà tổng, hàng không Tân Hoa gửi tới tờ hóa đơn vé máy bay. Hóa đơn vé máy bay là của Trầm lão đại sao? Là của Bùi tổng. Vé máy bay của Bùi tổng. Anh ấy ngồi chuyên cơ riêng sao? Vé máy bay gì? Sư tỷ, em nhận được một tờ hóa đơn từ Băng Thành tới Trung Hải của ông chủ. Thời gian có ghi là ngày 3 tháng 12. Anh ấy ra về trước một ngày. Chị biết rồi. Trà nào, bà đây không làm nữa. Bây giờ mới phát hiện thì không thú vị gì cả. Không biết sau này 6-7 người gộp lại thì có suy nghĩ gì đây. Đây là đem cả trung tâm thương mại về nhà đấy sao? Đổi hành lý. Thấy đẹp nên mua thôi. À đúng rồi, anh còn có chút việc, cần phải cùng họ nghiên cứu một chút. Đi đi, em cũng phải thử quần áo rồi. Đã hơn 10 giờ rồi còn có việc gì phải xử lý nữa chứ. Nếu là trước đây, anh ấy chắc chắn không như vậy. Chắc chắn sẽ ở lại đây, đi để không để ngắm mình thay đồ. Đêm muộn. Bỏ đi. Nếu để như cô ấy nhìn thấy vết thương, chắc chắn là sẽ lo lắng đến chết mất. Đợi thêm mấy hôm nữa vậy. Anh có chút việc phải đi huyện Thiên Đông. Nếu có chuyện gì thì liên hệ điện thoại nha. Trên đường chú ý an toàn. Nghe giọng có vẻ không được vui cho lắm. Cũng khó trách vì mình vừa về lại đi. Không vui cũng rất bình thường. Viên Viên, Cửu Châu Các. Một chuyến giúp chị chuyển nhà. Chuyển nhà? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao lại chuyển nhà? Lâm giờ không cần chị nữa rồi. Sư tỷ, chị tính đi đâu vậy? Qua chỗ chú gì sao? Cứ thế mà về chắc họ sẽ rất lo lắng. Em đưa chị tới một khách sạn nào đó cũng được. Đây là đâu? Em ra khỏi thành phố luôn sao? Trước đó em đã nghe ngóng kỹ khách sạn của ông chủ ở huyện Đông rồi. Chúng ta qua thẳng đó luôn. Nghe lời chị, trở về đi. Chị thật sự không muốn tìm tới anh ấy. Không tìm không được. Dựa vào cái gì mà anh ấy sống ôm dung như vậy? Không thể không rõ ràng được. Dù có chia tay thì chúng ta cũng phải qua đó nói rõ mọi chuyện. Bây giờ qua đó, nó không chừng có thể bắt gian tại giờ. Bà đó, lúc gặp anh ta, em phải tát cho anh ta một cái. Khách sạn Tứ Hải huyện Đông. Có một người tên là Lâm Giật ở chỗ này của các cô đúng không? Rất xin lỗi. Theo quy tắc của chúng tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng. Đây là 3.000 tệ. Nếu cô phối hợp với tôi, chỗ này chính là của cô. Chị muốn em phối hợp như nào nhỉ? Ây da, sao nhanh vậy? Tôi muốn thẻ phòng của anh ấy. Dùng một chút thôi. Nếu như có người hỏi, tuyệt đối đừng băng đứng tôi nha. Yên tâm đi. Chút đạo lý này tôi vẫn biết. Sư tỷ, đã chuẩn bị xong chưa? Chị không muốn đi, chúng ta đi thôi. Đã đến đây rồi, còn đi đâu chứ? Bắt buộc phải tính sổ với anh ta. Để anh ta biết chúng ta không dễ bắt nạt. Chị quá lương thiện rồi, mà để cho anh ta bắt nạt. Hôm nay nhất định phải giúp chị đòi lại công đạo. Sao hai người lại tới đây? Đây là sao? Lúc đi Đông Bắc, anh đã xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà không sao rồi, đổi thuốc là kịp thời rồi. Anh bớt lừa em đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? À kia đó, anh cùng với mấy vị lãnh đạo đi viện nghiên cứu nông nghiệp đi sao? Không cẩn thận, trúng đạn lạc thôi. Thời gian đã lâu như vậy rồi mà vết thương vẫn như vậy. Bệnh viện nào làm phẫu thuật cho anh vậy? Mấy hôm trước đi siêu thị với em, có chuyện ít đồ cho nên vết thương bị rách ra. Anh đi bệnh viện kiểm tra một chút, tới giờ vẫn chưa lành lại thôi. Vậy là mấy ngày nay anh trốn em là để em không phát hiện sao? Đương nhiên là vậy.
Anh là vì sợ em lo lắng mà. Nhưng anh thắc mắc nửa đêm hai người chạy qua đây để làm gì? Buổi tối chúng em đi ăn cơm với nhau. Nhàn rỗi nói chút chuyện đột nhiên lại muốn qua đây tìm anh. Thuận tiện kiểm tra một chút. Tự tìm một chỗ ngồi xuống đi. Anh bôi thuốc xong đã. Đã bị thương rồi mà hôm hôm ấy còn đi siêu thị với em. Anh có thể tìm một lý do từ chối là được mà. Không phải em nói cần một cảm giác nghi thức sao? Anh không muốn từ chối. À đi rồi. Hai người tiếp tục phát cẩu lương đi. Em chuồn đây. Tạm biệt. Em nên về sớm hơn á. Đừng có ở đây kiếm chuyện nữa. Viên Viên, em chờ chút. Chị có chuyện muốn nói với em. May mà nãy em phản ứng nhanh, nếu không chúng ta xong đời rồi. À, chuyện này phải trách chị. Đây là chìa khóa biệt thự. Em tìm người giúp chị chuyển đồ về lại nha. Ê, chị tỷ, chị thay đổi cũng nhanh quá đi đó. Vậy em đi trước nha. Hai người nhớ là đêm xuân đánh giá ngàn vần đó. Em, ngày hôm sau. Cuối cùng cũng trở về tới nhà rồi. Khách sạn ở huyện Đông đúng là không được thoải mái. Anh đứng đây làm gì? Sao không về phòng? Sao anh cứ cảm thấy nhà chúng ta không giống trước vậy lắm nhỉ? Có phải là có trộm rồi không? Anh thấy đồ đạc trong nhà bị di chuyển rồi thì phải. À hôm qua em mới rảnh rỗi cho nên chỉnh lại một chút cơ mà. Không ngờ lại có nhiều đồ không dùng đến như vậy. Cho nên anh tìm một chiếc xe tới đem vứt đi rồi. Vậy sao? Được rồi, đừng có hỏi nữa. Anh có khá không? Em đi rót nước cho anh nha. À đúng rồi, em tính ngày mai đi dạo phố đó. Còn dạo phố? Trước đó đi 2 lần rồi mà nhỉ? Ngân Nguyệt kết hôn, chú gì cũng tới tham gia hôn lễ. Đương nhiên cũng phải để cho họ ăn mặc đẹp một chút rồi. Con có trẻ em ở viện mồ côi, cũng phải quan tâm một chút. Con mua đồ cho họ nữa sao? Dù sao thì cũng không tham gia hôn lễ, cũng không thể mất mặt được, cũng phải ăn diện một chút. Mấy ngày này em cứ giải quyết việc ở công ty trước đi. Sau đó chúng ta về Dương Thành, mua quần áo, mua nhà. Còn có rất nhiều việc đang đợi chúng ta nữa kìa. Em biết rồi, tranh thủ một chút, chắc là ngày mai sẽ xong việc. Rồi ngày kia mình có thể xuất phát. Nghe Viên Viên nói, ngày mai tập đoàn Lăng Vân có tiệc rượu. Hình như là chiêu đãi đối tác. Anh có đi không? Nhớ ra rồi. Lão Kỳ có nói với anh. Nhưng anh cảm thấy nó chẳng có hay ho gì cho nên không muốn đi. Em muốn đi sao? Nếu như anh đi thì em muốn đi cùng anh. Nếu như anh không đi thì em cũng không sao đâu. Vậy thì đúng rồi. Trong tung vợ hứng. Nào, thêm một cái nào. Hay là để anh tự làm? Anh đừng lo cho em. Trước đây em chưa từng làm việc này. Một chút nữa là quen thôi. Các cô đang ở đâu? Giờ tôi sẽ qua đó. Anh phải ra ngồi một chuyến. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bữa tiệc tối nay có hai người nước ngoài dám động tay động chân với nhân viên. Với Viên Viên và Điềm Nghi. Anh phải qua đó xem rốt cuộc là thế nào. Anh chờ em một chút nha. Em đi với anh. Hai vị này là người phụ trách dự án này. Tôi cho rằng cách làm của hai người đã làm mất đi hình tượng của công ty. Hy vọng các người có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý. Thân là luật sư của công ty tư khoa, tôi cần phải nói rõ. Ban nãy Đặng gia tiên sinh chỉ là muốn mời cô đây uống rượu. Không ngờ cô ta lại ra tay đánh người. Hành vi như vậy đúng thật là không được. Vì thế chúng tôi phải truy cứu trách nhiệm với các người. Đặng gia, phó chủ tịch công ty tư khoa. Anh nói láo. Ôm lấy eo của tôi luôn mà anh còn nói đơn giản thế nhỉ? Hà Tổng, tôi hy vọng cô chú ý ngôn từ của mình. Chúng tôi chỉ làm theo quy định pháp luật, chứ không có bất kỳ hành vi vô lý nào cả. Là các cô sai trước. Về việc này, tập đoàn Lân Vân của chúng tôi tuyệt đối không nhượng bộ. Cho dù có như thế nào thì chúng tôi cũng sẽ đi tới cùng. Vậy được, từ lúc đó, tới lúc đó chúng ta gặp ở tòa. Hiện trường không có bất kỳ chứng cứ nào. Cái này là Lâm Tổng nha nè. Chứ giờ mà Bùi Tổng thì hơi sai sai. Lâm Tổng tới rồi. Sao rồi?
Không bị thương chứ? Không có. Anh ta bị em tát cho một cái, sau đó anh Kỳ báo cảnh sát rồi. Lâm Tổng, chào anh. Tôi là Lai Mông Thác Phu, tổng giám đốc của công ty Tái Cát Bí. Rất vui được gặp anh. Bắt tay thì bỏ đi. Lai Mông Thác Phu, tổng giám đốc công ty Tư Khoa. Thông thường mà nói, khi gặp phải tình huống này, các người sẽ giải quyết ra sao? Dựa theo quy định của pháp luật sẽ tạm giam 72 giờ, tìm kiếm thêm bằng chứng rồi đưa ra quyết định. Không cần phiền phức như vậy, thả họ đi đi. Thả đi. Dù sao các người cũng là doanh nghiệp có tiếng tăm, chứ vậy sẽ rất mất mặt. Nếu nhầm chủ đã quyết định như vậy rồi, thì tôi cũng không nói nhiều nữa. Chút nữa ký vào tờ giấy này là được. Là ông chủ của các người cũng biết điều đó, biết phải giải quyết chuyện này ra sao. Chuẩn bị xong hết chưa? Người sắp ra ngồi rồi. Nếu là người nước ngoài trực tiếp ra tay, đánh gãy một chân, không cần lương tay, không cần nương tay. Mọi việc đều giải quyết xong rồi, các người có thể đi rồi. Chúng tôi sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Anh, ban nãy anh vừa nói gì? Đánh, đánh gãy chân chúng tôi. Đâu có đâu. Tôi đâu có, chỉ là chỉ tên các người đâu. Nhưng mà chuyện này, tôi phải nhắc nhở các người. An ninh buổi tối không được tốt cho lắm. Lúc ra ngoài nhớ phải cẩn thận nữa. Rõ ràng là do cậu sắp xếp còn gì. Tốt nhất là các cậu nên im lặng. Nếu không, sẽ không ra nổi khỏi cái cửa này đâu. Lâm Tổng men lì quá đi. Đi thôi, không cần quan tâm mấy người này. Chút nữa sẽ có người tới xử lý bọn họ. Vâng. Một tuần sau, tân viện trẻ mồ côi Dương Thành. Chị dâu, anh. Chị dâu, em nhớ chị lắm. Dù sao anh cũng là anh của em mà. Sao không ôm anh trước ạ? Chị dâu em còn mua cho em đồ hồi môn. Còn anh chẳng mua cho em cái gì, sao em phải ôm anh chứ? Mau vào đi, đồ ăn đã chuẩn bị xong hết rồi. Mẹ, những đồ dùng cần trong hôn lễ đã chuẩn bị xong hết chưa? Chuẩn bị xong lâu rồi, chỉ cần chờ kết hôn nữa thôi. Nhưng con bé nó còn có một bộ đồ gọi là khóa ấy vẫn chưa mua được. Nó là đợi con cùng đi xem với nó. Là áo khóa. Chị dâu, lúc đón khách em tính mặc áo khóa. Tới lúc đó, chị đi cùng em đi. Chứ mắt nhìn của mẹ chúng ta không tin được đâu. Được, em cứ chọn thời gian đi với chị. Con dâu à, chuyện này phải chờ con đi cùng em nói chọn đồ nha. Bà mới nuôi nó được nhiều năm mà ngày nào cũng giục đứa nó kết hôn giống như bị bệnh vậy. Chú Triệu sao thế? Con cứ mặc kệ ông ấy đi, ăn tôm đi, tươi lắm đó. Mấy ngày nay bố chúng ta cứ như vậy. Mấy người trong viện cũng bị ông ấy bắn rồi. Em cũng đâu có lấy chồng sao? Vẫn ở Dương Thành mà. Sao bố chúng ta nghĩ nhiều thế vậy? Qua một khoảng thời gian là ổn thôi. À đúng đúng đúng, mặc kệ ông ấy đi, chút nữa mẹ sẽ xử lý. No quá rồi, đi thôi. Cùng em đi tản bộ đi. Được. Tiểu Dật, xe này là của em sao? Đúng vậy, cũng mua lâu lắm rồi. Đem qua đây để làm xe hoa đó. Lái hai vòng không? Nếu như anh thích thì em để cho anh xe này. Vớ vẩn, anh lái xe tải mà giờ lái xe này thì ra cái gì? Gần đây anh sao rồi? Vấn đề hôn nhân đại sự có gì mới chưa? Gần đây có gặp được một người, nhưng cũng chưa xem bát tự, không gấp lắm. Ai vậy ta? Làm nghề gì vậy? Anh làm ở xưởng gỗ và giao hàng cho người ta đó. Nhà họ mở một quán rửa xe gần đó. Cô ấy tới đó, thế là bọn anh quen nhau. Cũng hay đó. Qua đó xem nào. Xem gì chứ? Đã muộn như vậy rồi. Mới hơn 8 giờ mà thôi. Sợ gì chứ? Vừa hay xe em đang bận, em đi rửa xe luôn. Nhà máy gỗ Hưng Long, thành phố Dương Thành.
Con gái, mẹ thấy con gần đây tiếp xúc với tài xế xe tải rồi. Hai đứa có chuyện gì giấu mẹ đúng không? Hai bọn con thì có chuyện gì chứ? Mẹ, mẹ nghĩ gì về người đó? Tôn liền đi. Con chọn hẳn hồi xem có thể tìm được người có nhà rồi đó. Bố mẹ nhìn thử xem con như thế này. Người có nhà có thể nhìn trúng con sao? Nhưng mà con nghe anh ấy nói, có một người em trai ở Trung Hải. Nghe nói rất có tiền đó. Người làm mẹ như bà cứ coi chừng đó, cẩn thận bị Lệ Lệ lừa nha. Nếu như em trai cậu ta có tiền như vậy, sao cậu ta lại còn phải chạy việc vặt giao hàng như vậy chứ? Con cứ coi chừng đó, có chừng để bị lừa. Bố mẹ không hiểu con người của Ngô Phi Dược đâu. Anh ấy không phải là người như vậy. Cái đồ ác ôn nợ bậc đàn pha như thế không biết. Sao anh lại tới đây? Em trai anh trở về rồi. Cứ nhất định muốn gặp em. Anh cũng không cản nổi nó. Cho nên hai bọn anh qua đây. Chào chị dâu. Lần đầu gặp mặt, em có mua chút đồ cho chị. Ít nhất cũng phải hơn 5.000 tệ nhỉ. Em trai cậu ta giàu như vậy sao? À, cái này đắt quá rồi. Mau nhận lại đi. Chúng tôi không lấy được đâu. Cũng chẳng đỡ bao nhiêu. Cứ cầm lấy đi. Nhận lấy đi, đây là em trai anh, trước đây anh từng nhắc tới nó với em rồi. Mở công ty ở Trung Hải, là người có triển vọng nhất trong số bọn anh đó. Em trai, em lấy xe vào trong để chị rửa cho. Sao có thể để cho chị rửa xe cho em chứ? Em không cần phải khách sáo như vậy đâu. Con gái, xe này chúng ta không thể rửa. Phải tới nơi chuyên nghiệp để rửa xe. Con nhìn bề mặt sơn này đi, vừa nhìn đã là biết đồ tốt rồi. Chàng trai, xe này của cậu không rẻ đâu nhỉ, ít cũng phải chục triệu đấy. Ừ. À, thêm một con số không nữa. 100 triệu. Đắt, đắt lắm hả? Xe thì cũng không đáng tiền cho lắm. Chủ yếu là do số lượng có hạn. Chỉ có mỗi một chiếc cho nên hơi đắt một chút. Chiếc xe tốt như vậy chúng tôi rửa không rửa được, không dám rửa cho cậu. Mời vào trong, mời vào trong. Vâng, ngày thứ hai cô nhi viện. Vậy thế nào? Vẫn còn sớm mà. Đã hơn 8 giờ rồi. Chắc cơm cũng đã làm xong hết cả rồi. Hôm nay có rất nhiều việc đang đợi hai chúng ta đó. Không phải em đã hẹn với Ngân Nguyệt đi xem áo váy khỏa đó rồi sao? Hôm nay chúng ta đi xem nhà. Nếu như có thời gian thì buổi chiều đi xem đồ cũng được. Đừng có mà làm lỡ thời gian nữa, mau lên đi. Văn phòng kinh doanh quốc tế Vân Sơn Dương Thành. Em xem qua mạng rồi, cảm thấy vị trí khá đẹp cho nên mọi thứ cũng khá ok. Anh đi xem thử xem, nếu như không có ý kiến khác thì mình chốt luôn. Lâm Dật. Không ngờ có thể gặp được cậu ở Dương Thành. Chắc là cái mô típ cũ rồi đây. Dương Liễu, bạn cấp 3 của Lâm Dật. Cậu là Dương Liễu. Vậy cũng đã kết thúc chapter của bộ truyện tại đây. Hẹn gặp anh em tại những chapter tiếp theo nha.